Vào khoảng 2 giờ chiều, một nam thanh niên đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang kính mít dừng xe máy trước một quầy bán hải sản. Khi không thấy chủ tiệm, hắn ngó nghiêng xung quanh một hồi rồi đi thẳng vào trong quán. Đối tượng hai lần cúi xuống lấy điện thoại di động rút thẳng vào túi. Gã này với tay cầm luôn xô đựng tiền rồi vội vã đi ra ngoài, lùi xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Toàn bộ hành vi trộm cắp của nam thanh niên lạ mặt đã bị camera an ninh bóc trọn, không thể chối cãi. Chủ nhà bị mất trộm xác nhận bị đối tượng lấy đi hai chiếc điện thoại và một số tiền bán cá trong ngày. Vào buổi chiều, vợ anh mệt nên ngủ thiếp đi, vừa chợp mắt đã bị kẻ gian lấy đi tài sản. Do thấy tiền bị mất và hai điện thoại cũng không đáng giá nhiều, anh chỉ đăng đoạn clip trên mạng để cảnh báo mọi người, chứ không trình báo lên cơ quan chức năng.